Thì một điều bạn sẽ thấy là ở đây rất là nhiều cây dừa. Nó không khác gì ở vậy tại Việt Nam hay Thái Lan các bạn. Tức là giữa bãi biển là sẽ có một hàng thùng rác rất là dài. Đây là thùng rác nha. Đây là thời trang đi biển của mình, nó rất là khoa học các bạn. Mặc áo dài tay rồi, áo len rồi. Đây các bạn, đây là hải sản nè. Đây là món cua đá các bạn. Đặc sản của Miami. Sơ sơ là đây cái món gọi là cua đá. Đây là càng khổng lồ nha. Đây là bên này là cái càng này là cái càng gọi là medium. Em biết là sao em chạy được gì không? Tại em có bạn gái, hôm nay hai đợt chạy nó chán. Anh hiểu không? Chứ đúng, chứ bình thường là anh có bạn gái anh chạy dữ lắm. Rồi mời em ăn thử cái càng bự to nhất. Yeah, thank you anh. Đây là ba cái, mọi đứa một cái luôn, vừa đủ luôn. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở trung tâm ở tại Miami, bãi biển gọi là South Beach. Các bạn ở biển phía nam của Miami là biển trung tâm, bạn coi trên phim Hollywood rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ khám phá bãi biển này và đi tới Little Havana và review cho bạn coi hải sản ẩm thực ở tại Miami. Các bạn tới Miami không ăn ẩm thực hải sản là quá là thiếu sót. Thì cái bãi biển này là nó tập trung rất là nhiều khách du lịch tới tắm biển. Rồi chỗ này bên phải mình là khách sạn này, nghỉ dưỡng rồi nhà hàng ăn uống này nọ. Đây các bạn, sau lưng đây nè, mình hướng qua đây cho bạn coi nè. Đó thì rất là đông vui. Ok bây giờ mình đi ra về bãi biển này cho bạn coi thứ cái biển thực tế trên phim lại ngoài đời thì nó có giống nhau, có đẹp bạn. Tại bữa mình đi là cái bãi biển gọi private ở tại ông Donald Trump. Đây là bãi biển công cộng. Ok theo chân mình. Này lấy làm gì vậy mình? Trong này là cái gì? Đó bạn thấy không? Chỗ này bạn bỏ xe đạp cho nha, thuê xe đạp để bạn đi vòng 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 đi hướng ra đây. Thì một điều bạn sẽ thấy là ở đây rất là nhiều cây dừa. Nó không khác gì ở vậy tại Việt Nam hay Thái Lan các bạn. Đi để theo cho mình ra đây. Đó đây là những cây dừa. Thằng Minh nó ở Long Khánh nên nó rành dừa lắm. Cái này cái bàn đúng không Minh? Hả? Này cái bàn đúng không? Đó đây mát mẻ các bạn. Ở tại New York với Boston thì tuyết họ đang phủ trắng, thì bên này nó đang nắng nôi, thắp đèn. Đi ra đây. Ở đây các bạn. Này cái bàn chứ nữa. Không anh. Đẹp không? Cái biển Miami đẹp các bạn. Mình đầu tiên ra Miami với mình. Đó. Thì ở tại đây nó rất là nhiều người Cuba sinh sống nên có cái gọi là Little Havana các bạn. Havana là thủ đô của Cuba. Và tại sao lại có Little Havana nằm đây? Nhưng như bạn nghe tới Little Sài Gòn rồi Little Tokyo gì đó. Hoặc là khu Korean. Thì đặc biệt ở tại đây có gọi là Little Havana rất là nổi tiếng. Ok thì chúng mình ra biển coi thứ sao. Thấy cá không bạn? Cá này nó giống như là đá nó bị nghiền ra. Thường thì đúng là cá nghĩa là đá nghiền ra mà các bạn. Mình coi thử sao thôi. Đó. Thì đây là hướng đi ra biển. Thì bữa video trước mình review cho bạn coi đi ra biển ở tại Ravid, ở tại khách sạn ông Donald Trump. Thì nó cũng y chang vậy. Thì đây là những cây, cái cây này giống cây tequila gì của Mexico hả mình? Để làm rượu á. Cái bàn, cái này cái bàn chứ cái gì nữa. Thấy cái bàn không ta? Nhìn không giống lắm. Đây, hoa cúc, hoa đồ. Thì khí hậu của tại Florida, Miami, đây là khí hậu gọi là Địa Trung Hải. Người ta gọi là khí hậu gọi là nhiệt đới luôn các bạn à. Có nghĩa là tao không quan tâm là ở tại Mỹ phía Bắc, ở Mỹ là tuyết như thế nào, nhưng tao vẫn là nắng nóng quanh năm. Hai mùa, mùa nắng với mùa mưa thôi các bạn. Đây, cái cây này rất là quen ở tại Vũng Tàu. Chào mừng các bạn ra tới bãi biển đó. Nổi tiếng nhất ở tại Miami các bạn. South Beach. Các bạn thấy không? Từ cái chỗ bờ cát mà đi ra tới bãi biển kia là tới hơn một cái trăm mét thôi. Nghĩa là Miami có một cái bờ biển nó dài kinh khủng. Nó vừa dài theo chiều ngang mà nó dài theo chiều dọc luôn. Nên đó là nơi thu hút rất là nhiều khách tham quan du lịch tới đây ăn uống nghỉ ngơi hải sản rồi chơi hoạt động trên biển thể thao rất là
nhiều trò nhưng mà mình ghét nước, mình không chơi các bạn. Đưa ra coi thử sao. Mấy chòi trong cam cam bên kia là mấy chòi cứu hộ nha các bạn. Đây là mấy thùng rác dọc chỗ bãi biển, là giữa bãi biển là sẽ có một hàng thùng rác rất là dài. Đây là thùng rác nha. Một đặc điểm bạn sẽ nhìn thấy là cái cát cái này như mình nói, đây là cát của đá nó bể ra nên cái lượng mà cát nó không có dày, nó không có cứng nè. Đây là cát bể ra nên các bạn, đá sỏi rất là nhiều nên cát bạn đi nó rất là cứng, nó không bị lún, nghĩa là bạn chạy xe trên này vẫn được. Bạn thấy cái xe kia nó chạy không, cái là nó chạy trên cát vẫn được, nó không bị lún như bạn đi cát ở tại Nha Trang này nọ là nó sẽ bị lún. Cát này rất là cứng. Cái này là mình đi ra du lịch đã thấy ai cũng mặc đồ biển đó. Đây là tôi mặc áo quần áo dài áo đồ đi. Công nhận cái bãi biển gì mà nó to kinh khủng thiệt luôn. Mình thấy cái biển mình nó bự mà nó sạch đi các bạn, nó bự mà nó sạch, rất là trong xanh. Đi ra đây coi coi, đây coi cái quầy cứu hộ coi. Cái này cứu hộ này hay coi trên phim Miami, cái quầy cứu hộ nè. Trời quá trời nhiều em xin tươi luôn mình. Thấy nhiều em xin tươi không mình? Đây là chỗ cứu hộ các bạn thấy không? Trời ơi. Đường này đi vậy. Đi nãy giờ mới ra được cái bãi cát mà. Cái chỗ này luôn là bãi cát. Thì cứu hộ. Bạn mà bơi xa xa ra kia là cái ông kia ông thổi còi nha các bạn. Đây là thời trang đi biển của mình à. Nó rất là khoa học các bạn. Mặc áo dài tay rồi, áo len rồi. Đó. Tôi chưa đụng vô nước biển luôn, bữa giờ tôi ra đây mấy ngày rồi tôi chưa đụng nước biển luôn á. Để đụng thử coi nè. Thử nước biển mày mày ấm không? Đu ấm. Biển này ấm các bạn. Biển này tắm là hết sảy luôn á. Rất là đông. Đó. Các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên gọi là Little Havana review hải sản các bạn coi. Thì ở đây người Cuba rất là nhiều, ngày xưa họ tị nạn, họ đi qua bên đây rất là đông. Và tại sao họ qua đây tị nạn? Thì chỗ nào, rồi ý nghĩa lịch sử như thế thế nào? Hẹn các bạn ở video đằng sau. Bây giờ là review về ăn uống, du lịch Little Havana, bãi biển South Beach. Đây là bãi biển cực kỳ nổi tiếng ở tại phim Hollywood rồi. Ok, giờ theo chân mình. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. I'm
stars. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Là mình sẽ review gọi là nhà hàng đặc sản nổi tiếng tại Miami, đó là món cua đá các bạn ạ. Cua đá, rồi mình vô đây mình tìm hiểu mấy món đặc sản hải sản ở đây thử có gì ngon. Thì đến Miami biển mà không ăn hải sản thì quá là thiếu sót luôn. Thì mình sẽ ăn tại cái nhà hàng tên là Garcia các bạn, từ năm 1966. Thì đây là trong những nhà hàng rất là nổi tiếng về seafood, fish này nọ các bạn. Đó. Thì cái chỗ này mình đang đứng là sao ta? Nó nằm đây cái khu chỗ này giống như là nó nằm trong downtown các bạn. Nhưng mà cái mặt nhà hàng nó sẽ là hướng biển. Đúng không mình? Đúng vịnh đây. Seafood. À. Nó có chữ Casablanca nữa, không phải đâu mẹ, cái này là Garcia bên này thôi. Vô đây các bạn. À. Đây các bạn. Từ năm 1966 thì đây là trong những tiệm seafood lâu đời nổi tiếng. Ok, vô coi ở trong này seafood ở tại Miami có gì nha. Hai. I want to eat here. So what? I want to eat here. Okay, yeah, upstairs and outside, right? Yeah, outside too. Okay, we'll go straight. Can I see this? Yeah, yeah, thank you. Đấy các bạn, đây là hải sản nè. Đây là món cua đá. Đặc sản của Miami. Trời ơi, càng lobster tail hả? Không, cái này là cái càng cua. Này càng cua đá. Đó, bạn thấy không? Loại to, loại nhỏ. Nhìn đã không? Đây là cái tôm hùm nè các bạn. Này là cá đỏ. Đó. Đây trong nhà hàng các bạn. Rồi, giờ đi dạo một vòng. I go outside and I choose later. You ask the waiter and they'll bring you something here. Okay, thank you. Yeah. Đây các bạn, vô đây các bạn. Nhà hàng ngày xưa cái này của bên Cuba các bạn. Người Cuba này nọ mình sẽ nói sau. Về văn hóa của bên Nam Mỹ nha các bạn. Này. Hi sir. How are you? I'm good. At you. Yeah, yeah, thank you sir. À, cái này có mấy loại cá ở tại vùng biển này của Miami các bạn, Atlantic. Ok, đây đây. À, neo tàu cảng thuyền. Thì review hải sản xong mình sẽ nói cho các bạn sơ sơ xíu lịch sử, nhưng mà cái video sau mình sẽ nói nhiều hơn một chút. À. Hi sir. Dạ. Thank you. Đây là cái quầy. À. Này có một mình vô ăn sớm đầu tiên luôn các bạn. Ngồi chỗ này là đang chỗ vịnh Miami đẹp các bạn. Bên kia là thuyền tàu rồi các bạn. Cái cầu kia nó mở ra được luôn nha bạn, nó mở ra để cho người ta đi qua rồi thấy không? Này, này mình quay cái cầu hồng hồng nè. Đó. Nó dở lên thấy không? À. Cái đó là nó dỡ lên để cho tàu thuyền đi vô trong này á. Thì bữa nay nhà hàng này mở lúc 11 giờ trưa. Là giờ vô mình ăn đầu tiên luôn rồi, mình ăn xong sau đó mình sẽ đi vòng vòng review ở tại trung tâm Miami. Thì đây trên bàn này có sẵn bánh cho các bạn ăn luôn. Trên này để nước sốt. À, sốt cà chua rồi Tabasco. Đầy đủ. Đây bạn sẽ scan menu. Coi nó bán cái gì. Mình mới vừa order xong rồi các bạn. Thì trong thời gian chờ cái món lên coi mình order cái gì. Thì họ nhà hàng ở đâu các bạn một cái gọi là ăn cua. Thơm phức. Đó. So fast. Này là hàu. So we have here a pound of our mediums and our jumbos. Ah, the biscuit in your restaurant. Okay, thank you. We enjoy, alright? Yeah. Đây bạn, đây là sơ sơ các bạn. Sơ sơ là đây cái món gọi là cua đá. Đây là cái càng cua đá. Phải quay hướng vào đây cho mấy ông xem mới thấy bự được. Đó. Để đây xuống nha.
mọi đứa có cái càng để đây sau. Thì đây là cái càng khổng lồ. Đây bạn thấy chưa? Đây là càng khổng lồ nha, đây là càng cua đá khổng lồ. Thì một cái càng này á, một cái càng cua đá khổng lồ này là nó còn 90 đồng, 91 đồng một bao. Cái là ba cái càng này là khoảng tầm 2 triệu. Ba cái càng này là tầm 2 triệu nha. Ủa cái này có mấy bay bay ổn ta. Đó. Thì cái phần bên này á, là nó rẻ hơn. Bên này là cái càng này là cái càng gọi là medium. Càng cua đá vừa. Thì đây là 50 đô một bao là nửa ký. Nghĩa là khoảng tầm 1 triệu. 1 triệu là phần bên này là 1 triệu 1. Ba cái càng này là tầm 2 triệu. Thì nguyên cái dĩa này là khoảng tầm 3 triệu. Cái dĩa này khoảng tầm 3 triệu nha các bạn. Đó. Thì bên này là hàu. Thì mình kêu mình thích ăn hàu, hàu sống, hàu tươi nè. Đây là những con hàu tươi. 12 con này là 30 đồng là khoảng tầm 700 ngàn. Đó, hàu tươi. Thì nãy mình giới thiệu bạn là nó vô nó cho bạn cái này. Nhà hàng vô xong một cái bạn có một cái dĩa này để bạn ăn bánh. Ăn bánh cho nó miễn phí mà các bạn. Bật tài thử coi nè, thử ngon không? Cái mùi này á nó giống y chang cái mùi mà cái mùi mà ngày xưa bạn làm chả cá á, bạn băm chả cá ra xong rồi băm á, xong bạn nướng chả cá lên. Ở ngoài Nha Trang nó có món gọi chả món chả cá, thì cái quỷ này nó y chang luôn, đúng không? Mùi y chang luôn á. À ok, giờ mình ăn món cái hàu này trước cho nó tươi các bạn. Kêu tới 12 con. Không biết thằng Minh này nó ghét ăn đồ gì á. Minh nó ghét ăn cái đồ sống. À. Đó nè. Này là của Minh nè. Của mình nè. Đây ở sau hai em này người Việt chạy bên. Chạy bên Houston qua đó các bạn. Đó. Mình á, là thằng Minh á, chạy dọc đường á, chỉ có tầm chia ra mỗi thằng 5 tiếng là lái đuối rồi. Một mình em nói gánh gồng tới 17, 18 tiếng chạy từ bên Houston qua bên này. Em biết là xem chạy được gì không? Tại em có bạn gái, hôm nay hai đợt chạy nó chán. Anh hiểu không? Yeah, đúng, chứ bình thường anh các bạn gái chạy dữ lắm. Bây giờ là anh chạy chịu không nổi. Dạ, mời anh nha. Ok. Có muốn ăn chung với anh không? Dạ. Muốn ăn chung review không? À. Qua đây là cho qua đó họ ăn chung với anh nè. Hay quá. Thank you. Cool. Thank you. Đây là thổ địa bạn ăn chơi nhảy múa gì ở bên Mỹ Miami cũng biết á. Đi qua đây bao nhiêu lâu rồi? Em qua đây 5 năm rồi. Không, ý em nói là qua Miami lần nào chưa á? À, 2 lần rồi. 2 lần. À, ý là em qua đây 5 năm trước đó là tiếng Anh cũng giỏi rồi đúng không? Dạ. Yeah. Đó. Đây là cái món gọi là em nói là mình cứ tưởng nó là rock rap nhưng mà không phải, nó là stone rap. Đúng rồi, stone rap. Nó khác cái rock rap hả ta? Stone rap là mình chỉ ăn được cái càng này, hai cái càng này thôi. Nó chỉ bẻ, còn cái thân nó sẽ ném xuống biển lại để nó mọc lại cái càng. À ok, rồi mời em ăn thử cái càng bự to nhất. Dạ, thank you anh. Đây là ba cái, mỗi đứa cái luôn, vừa đủ luôn. Đây, đó, hai anh em ăn thử. Đây có một cái dĩa nha. Đây, cái dĩa đây, bánh đây. Rồi. Đó, rồi ăn sao? Này nó chấm cái gì vậy? Cái này là mình phải chấm cái này, cái bơ này đó. Đây lâu lâu mới gặp em hâm mộ, cũng coi mình từ lộn cuối chỗ này cũng coi luôn. Trời đi em coi từ Cali rồi sao không muốn ngồi đây ăn chung đúng không? Dạ thôi được rồi. Anh này nhiệt tình quá thiệt. Đó là chưa, để mở ra cho anh luôn. Ủa, mở ra cái này giống như càng cua mà bên bánh canh cua bên Việt Nam mình chứ ta. Đúng rồi, giống kiểu vậy á. Ná. Cua bên mình đây mình là cua Cà Mau. Cua Cà Mau, đúng rồi. Dạ anh thử cua Cà Mau với cua này thế nào ngon hơn nha. Đây. Dạ. Chấm vô đây các bạn. Rồi, chấm vô. Rồi, mời em nha. Dạ, mời anh. Đó. Thịt chắc. Anh nghe nói cái càng này á, đánh con cua lên. Dạ. Xong người ta bẻ, lấy hai càng. Nhưng mà phải đo trước. Nó đo nữa. Tiêu chuẩn trước. Nó phải đủ tiêu chuẩn để bẻ. Nếu mà không đủ nó phải ném xuống á. Này anh ta kêu đây gọi là loại lớn nè, đây là loại vừa nè, có loại nhỏ nữa. Đây là jumbo, cái này là large. Large. À jumbo large. À nghĩa là loại lớn hả, đây là loại cực lớn đúng không? Được 6 cái.
còn jumbo được 3 cái nó bằng thịt bằng 6 cái. À, à vậy là có loại medium khác nữa. Là medium khác nữa, có small nữa. Có small. À vậy là mình nói đi xíu lộn. Cái này là loại jumbo, này là loại lắc. Nãy mình nói thiệu, nãy em nói thiệu đây là lớn, đây là medium. Đâu, không jumbo phải. Jumbo là khoảng là 100 mấy một pound, còn lát thì nó rẻ hơn một nửa lận. 6 mấy rồi. 6 mấy rồi, này 100 mấy 1 pound. Trời, tôi ăn tôi ngu quá, tôi ngồi tôi nghe tôi hiểu gì đâu. Ờ, ăn nha. Dạ dạ, em mời anh. Ngon không bộ? Chịu chắc đúng không? Vậy là tính nổi là cái con cua này á, nó đem lên. Dạ đúng rồi. Xong nó bẻ hải càng xong nó dục cái con cua xuống nước luôn. Dạ đúng rồi, thường là hải sản là càng bự thì người ta càng giỏi. Nhưng mà cái con này á, thịt càng bự lại càng ngon. À. Nên là tại sao cái con này lại gấp đôi giá này. Nhưng mà thịt nó lại gần bằng nhau. À, dạ. Gấp đôi giá đúng không? Gấp đôi giá. Ồ, cái sốt có 6 mấy à? Cái sốt này ngon không bộ? Dạ. Cái sốt này là hình như là bơ với mù tạt một tí. Mustard. Mustard hả? Dạ. Đó. Cái là bơ với mustard, yellow mustard. Quá đã luôn, em ở đây, ở đâu? Em ở University Park, gần FYU. À Florida International Student. Orlando á hả? Ở đây luôn, ở đây luôn. Đến nay mà. Ở đây là Florida International Student. À University. Em vào đây học luôn hả? À, em đến bạn gái vào đây học. Để ngon, để ngon, chúng ăn luôn đi. Dạ, có cần nhít cho anh nè, nhít cho nè. Dạ thôi. Dạ. Anh ngại quá, tự nhiên hai thằng ngồi ăn với bạn gái đứng ông nội. Thì ông ăn xong rồi nó về với bạn gái cho đứng. Dạ. Dạ ha. Lột ra được không? Dạ lột. Ồ, thịt này á, nó cũng ngọt, ngọt ngọt, mặn mặn. Mà đặc biệt nó để lạnh cho anh ăn. À đúng rồi. Không để lạnh. Nhưng mà anh thấy lạnh nó cũng ngon hơn mà. Dạ. Đúng không? Em nghĩ là hình như là nó bẻ xong rồi nó phải luộc liền anh. À nó bẻ xong, đúng rồi. Thường thường cái con này đánh ngoài biển á là người ta đánh ngoài biển là vì mang về nếu mà không luộc thì nó đúng bị rồi. Nó đúng bị tanh. Đúng rồi, đúng rồi. Nó bị hư cái con y chang cua hoàng đế cũng y chang vậy. Mấy con bự bự là nó đóng tâm lan lại liền luôn. Thử con lắc ra rồi coi. Rồi thử lắc luôn đi em. Dạ. Đó, thử lắc. Đây là lắc hả trời, tôi thấy yeah. Nếu mà so với cua gà mau cái càng này là cũng ngang ngang. Ngang ngang đúng không? Dạ. Đây các bạn. Đây là càng lắc. Đó, đây so với cái càng này là cua của mình nè. Trời ơi, lắc đây là jumbo nha mấy ông. Đó. Ôi vậy to hơn hơn một đống đúng không? To hơn nhưng mà em giá tiền gấp đôi luôn. Giá tiền gấp đôi nhưng mà thịt vẫn bằng nhau. Không, biết không? Tại vì con quỷ này á, nó càng lớn càng mắc tại vì nó phải lột vỏ. Nó phải lột vỏ ra không? Nó lâu. Nó lâu. Tức tham. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì nếu mà nhiều người đi săn một lúc thì nó thấy lớn người ta bè luôn rồi. Làm sao còn jumbo, jumbo thì nó khó kiếm hơn. Đúng rồi, khó kiếm hơn. Nên giá nó gấp đôi là như vậy các bạn. Thịt vừa ngon ghê. Nấu bánh canh cua này nọ cũng được. Tôi thèm quá thì anh qua đây thèm bánh canh cua đây nọ cái kiểu. Các bạn, ủa chứ hai đứa bên Hilton qua mà. Mới Việt Nam mới qua đi du học. À, mới qua luôn hả? 2 tuần luôn. Ủa đang bên Việt Nam sao rồi? Có Covid có biết gì không? Mày vẫn đi vẫn được thông thường vẫn bình thường mà đúng không? Dạ. Bay tới bay lui có chuyến bay bình thường mà. Dạ có chuyến bay bình thường. Bay về thì khó hơn còn bay đi qua Mỹ thì dễ. À, hay ta qua du học luôn rồi, du học với con bút nhan học một năm trời không tiếng Anh không nói xong nha, đó thì học kiểu gì tôi không biết, ngại quá. Ủa em không đi với anh cái ở Majuko. Majuko. Này có Mai Du Minh. Mai Du Minh. À, ngon không? Dạ. Giờ tự hầu đi. Nở hầu không? Em biết ăn hầu không? Dạ em biết. Rồi ăn hầu đi. Đây hầu rồi. Ok. Nè, muốn nè. Thank you anh. Cái này bỏ vô này đúng không? Dạ đúng rồi. Một tí. Cái là sốt xà xà của mẹ. Sốt xà xà hả? Dạ. Cô này rầm thiệt đó chứ. Đi qua đây năm mười mấy tuổi học cấp 3 hả? Dạ. Em qua đây năm 16 hay 7 sao á. À. Qua em học high school. À high school. À. Em học high school bên này. Giờ tiếng Anh là giỏi rồi đúng không? Dạ. Em mời anh nha. Ok mời em. Ngọt. Ngọt. Ngon nha. Tiếp em. Dạ. Mình ăn không được cái hầu bự. Ô biết ăn được hầu hả? Ăn được hả? Ít à, ăn được mấy con mình. Còn hai con à, đồ sống á toàn ăn gánh không à. Như quán ăn sushi này nọ đồ á. Thôi quên em caramel đi em ăn được nè. Caramel là gì cũng ăn được á. Đó. Mời em nha. Dạ dạ dạ. Sáng giờ ăn gì chưa? Chưa ăn buổi học đêm luôn. Lúc ăn đi chàng luôn, chưa ăn gì nào luôn.
thấy ai cũng quen, thật tượng. À, rồi, đưa về hàng này có mình tôi vô ngồi à. Đâu theo ông nội này cũng vô luôn, người Việt Nam luôn, quá người Việt Nam đến đây biết nhà hàng là nhiều không? Dạ, tại vì thường thường người ta sẽ không đặt được bên quán dâu bên kia, người ta sẽ chạy qua bên này. À, có gì có quán nổi tiếng nữa, ở tại Miami các bạn, nhưng mà phải đặt trước cái tuần lễ luôn. Rất là lâu, nhưng mà anh thấy cái view nha này cũng rất là đẹp chứ không? Ngồi đây nè, view ngó, nghe ngó dọc đẹp. À, được rồi, cảm ơn em. À, rồi ok, ăn sơ sơ sơ, chân của mình tới cái ngồi nó ăn, nó ngồi nó quay rồi, nó đang bốc đang bớt bụng. Cho bạn gái gì đứng bên cạnh mình coi, quay bạn gái đứng gì coi, coi quay rồi, cái ai bạn trai để bạn gái mới Việt Nam qua. Chiều ngồi xuống ăn chung, kêu món chưa? Dạ em kêu rồi. À, thôi giờ, giờ ngồi với bạn gái thì tôi ngồi ngại quá. Kêu bạn gái ngồi. À ok, em tên gì ta? Em tên gì vậy? Dạ, em tên Hoàng. À tên Hoàng, trời ơi, em gái tên gì? Ra tên Phương, Hoàng. Bắt cái nữa hả? Trời ơi, ok, mũm mỉm quá. À, cái tên là cái dĩa, tên là cái dĩa cho ông Minh đi. Bé dữ luôn. Rồi, đó, để xuống chân của mình nó ngồi nó ăn. Ông Minh dẫn đây nè, Minh, để coi ông Minh nó ăn sao. Đây, nãy giờ họ đứng quay của mình nè, đó. Nó đang bệnh ho, hen tùm lum á. Không được rồi. Tại không cho nó quay lâu các bạn, nó mệt. Ồ. Lên món, lên món. Lên thêm món các bạn. Yeah, what's that? À. What kind of a fish, sir? No. Yeah, thank you, sir. Đây. Lên cái món cá nữa các bạn. Ăn với cái này là khô sâu, cái này giống như là bên KFC với cơm. Trời, tôi thích ăn cá lắm, thật sự là đi tới chỗ nào mà seafood cái đồ mà có cá hải sản là tôi thích kinh khủng. À, mình quay qua gần lại cho coi lần nữa nè. Đây là mình nướng nguyên một con cá luôn nha các bạn. À, tách làm đôi. Thì cái con cá này là có giá là nhiêu ạ? Không nhớ, mình không nhớ đâu, hai tút là giờ là mình đi với mình biết hồi hai thằng với cái trò đi ngồi kêu không thèm nhìn giá, sợ mình thiệt luôn. Ok, mình ăn thử miếng cá nha. Đây các bạn, mình phải lật cái con cá này lại cho bạn coi thử cái mặt cá này nó là cái gì. Đây, nó cá màu đỏ đỏ các bạn. Hồi nãy mình vô mình thấy cá đỏ này mình thấy thích rồi bạn. Cái vùng biển mà vùng biển lạnh á, hay là vùng biển Atlantic gì đó, mấy loại cá này nó ngon. Này là nó nướng cái kiểu làm lạc lạc mà không nêm gì luôn á. Good, thank you. Excellent. Glad we enjoyed. Yeah. Yeah. Sorry, I asked you how much for this. For this one? Yeah. That one we have it at $29.99 a pound. This is about a pound and a half. Ah, so cheap. Correct. Yeah, very good. Very tasty. Hope we enjoy that. All right. Is there anything else that we need for the moment? That's good. Thank you. Ngon. Có đầy đủ món ăn là thôi. Minh đó, để cho anh Minh. Để cho Minh nó ăn các bạn. Ăn lại đi Minh, ăn càng á. Giờ tới phiên chân của Minh ăn càng Jumbo. Thử Minh Jumbo. Tao Minh lột rồi, review rồi chứ. Ăn Minh này thiệt á. Nó ngại review, mình để ra cho nó review nè các bạn. Đó, cho mình nó review. Chấm cái gì vậy? Chấm nó, sốt nó ngon lắm á. Giờ là mình hả, làm cameraman đó, quay lại cho con mình nó ăn. Đó, thấy càng cho. Ủa, càng này giống càng cua, bánh canh cua chứ bọn. Cảm nhận, cảm nhận. View đẹp không? À, trời ơi, ngồi cái biển view kiểu này rồi. Sao có bạn gái rồi nói chuyện nhắn gửi bạn gái gì không Minh? Ngon Minh. Cái sốt nó được không? Cái sốt này ngon chứ hả? Cái sốt nó làm thơm chứ không? Cái sốt này nó đánh giống như cái sốt ở bên Việt Nam mình hay chia sẻ. Nó làm sữa trứng rồi. Bơ sữa trứng. À, bọt bọt lên nhìn ngon chứ không? Nha. Bàn đầy đủ. Lọc ra. À. Đây.
quay kéo vào bàn này cho bạn này coi, nãy giờ để bạn gái đi vòng vòng vòng, bạn gái của bạn đòi gì ngon vậy đi hả? Trời ơi jumbo mấy bao đây? Hai bao jumbo không à? Ồ quá dữ luôn, thôi ăn đi hai đứa ăn đi nha, để bạn gái ngồi chờ nãy giờ vậy. Ngại quá chứ không được căng hồn lắm. Rồi ngon Minh, sao ăn chưa hết vậy, ăn phí vậy Minh? Chưa lát nữa đúng không? Đây bạn, đây là cái đầu cá nè đó, thấy không, ăn thử coi. Ở đây á, đặc sản của bên Mỹ mà có bạn có một điều dễ thấy là cái gì lên họ cũng gọi là đông lạnh hết bạn, cả kiến cũng cấp đông hết. Này là phải có, họ không cho làm muối tiêu chanh này nọ ha, muối tiêu chanh đúng không anh, tự mình làm thôi. À, tự làm muối tiêu chanh luôn mấy ông. Trời ơi nhìn nó đã vậy. Chấm muối tiêu chanh coi. Đã. Ngọt nhá. Tập trung với Minh. Tập trung. Nên mở vai xuống mà tập trung rồi. Cái chỗ này á, mình nghĩ tới trái chua tới chiều á, nó nhộn nhịp lắm bạn. Con tàu nó đông. Nên mình tranh thủ mình phải ăn sớm. Rồi lấy cái view đẹp cho bạn. Bây giờ là mình tập trung về review gọi là du lịch ẩm thực các bạn. Mình ít sẽ không collab, collab với lại các YouTuber khác nữa bạn. Đúng không anh? Mình đang yêu thích chơi anh khò. Đi ăn uống rồi du lịch. Mình rất là thích đi ăn chơi này, nhảy muốn rồi với cô Minh này nè. Những người của Minh là những người là bình thường mà. Người ta đi chơi này nọ thì không có nghĩ nhiều tới vụ lợi này nọ, đủ thứ. Phải không anh? Để gần á, được ăn ngon là nó khói hả bạn? Đó, đó là lý do thì mình nói bạn là sau này mình sẽ không có collab nhiều nữa. Collab với người này người nọ nữa bạn, đặc biệt là những các YouTuber khác. Kệ. Chăm đi bạn. Chăm với tôi chanh của anh rồi. Chăm không? Nè chăm đi. Đó, lại có chanh ăn ngay không nội. Tôi chanh tự pha tự làm. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Càng để tiếp. Cô bé. Đó. Review của cô. Mình kêu cái lớn là cái jumbo ra cho bạn so sánh vậy, để bạn biết là cái jumbo nó to như thế nào, cái lớn nó to như thế nào các bạn. Nhỏ nhiều thịt hơn hả? Mình kêu cái nhỏ nhiều thịt hơn. Nhưng mà có con lớn nó tốn thời gian để nó lớn, nó mắc gì không? Thì bạn biết đó, cái vùng biển của Miami hay là đặc biệt Florida này rất là nhiều người Cuba họ sinh sống ở đây. Nó riêng mà Nam Mỹ nói chung là nhiều lắm. Tại sao người Cuba sống đây đông này nọ? Thì hẹn các bạn ở bên đằng sau. Mình sẽ nói review cụ thể cho bạn xem. Thì đặc điểm vui các bạn. Mình học trong trường tiếng Anh á, rất là nhiều người từ phía bạn Nam Mỹ lên đây học tiếng Anh. Tại họ biết tiếng Spanish nữa bạn. Tiếng Tây Ban Nha á, thì lên học tiếng Anh, sau đó sẽ qua bên Florida này làm các bạn. Thì tại họ yêu cầu là biết tiếng Anh nhưng lại tiếng Tây Ban Nha. Mà dù khi bạn làm ở tại Florida này, bạn biết Tây Ban Nha không cũng vẫn làm được nha các bạn. Tại đa số cái người Mỹ Latin này rất là đông.
Thì đây là gọi là đây, tập hợp trung tâm văn hóa của gọi là cái vùng Địa Trung Hải hoặc là cái vùng Mỹ Latin luôn các bạn. Ở tại đặc biệt cái vùng Florida này các bạn. Tại vì bạn biết đó, cái địa chỉ địa lý của Florida rất là đặc biệt, là bạn nhìn từ cái hướng Florida này là nó giáp với lại hướng Cuba luôn. Thì mình sẽ review kỹ hơn cho bạn xem ở lần sau nha, nhớ đón xem video sau. Giờ mình đang đi khám phá gọi là ẩm thực đặc sản ở tại Miami. Mình khó ăn đầu không anh? Ngon không? Hết bệnh liền. Đi ăn chơi gì cho thoải mái bạn, khỏi thị phi nhức đầu bạn, đúng không anh? Cái này cũng thịt nhiều nha, cái còi nó thịt nhiều lắm nha. Nhiều bạn sẽ nói à, nếu mấy anh Khoa kêu không có lái ra nữa, anh Khoa chảnh này nọ, cái kiểu thật sự là mình nói luôn á, kiểu là khi mình đi review này nọ, mình đi qua vùng đất mới, qua chỗ mới thì có rất là nhiều YouTuber khác họ muốn collab với mình, hoặc là những người khác họ muốn collab thì các bạn biết rồi, tên mình khó bức bạn, mình bức ai lên cũng được, bạn bức nổi tiếng lên được lúc bạn. Thật sự mình phải nói là như vậy, một người bình thường đó mình vẫn bức cho nổi tiếng được. Đó là do tại sao rất là nhiều người thì đến với mình, nhưng mà thật sự là mình nói á, đến với mình nhưng mà thật sự là mình chỉ muốn là vui du lịch, ăn chơi nhảy múa vui thôi. Nhưng mà khi mà có một người đó đến với mình, họ có mục đích khác. Tại vì cái lượng fan nó là cái lượng fan đột biến, lượng fan gọi là lượng fan mà gọi là không phải là lượng fan trung thành của cái kênh người đó, thì người ta sẽ có rất là nhiều mục đích khác để trục lợi các bạn, để bào à. Thì sau khi họ bào xong thì họ có thể xóa kênh được các bạn ạ, họ xóa kênh được, họ không quan tâm nữa các bạn. Mình rất là ngán cái vụ đó. Còn mình gắn kết với các bạn, mình review, mình hay hỏi các bạn là bạn muốn review nước nào, review ở đâu, quán xá nào, comment thì mình sẽ review cho bạn xem. Và đặc biệt là mình không bao giờ mình thu tiền thu phí cho các bạn xem hết. Nhưng mà đối với những người khác, khi họ collab với mình thì họ lấy được cái lượng fan từ bên mình qua, thì họ sẽ tìm cách để họ bào được tiền các bạn ạ. Bào xong rồi thì họ xóa kênh, họ nói tiếng Anh, tiếng U, tiếng Việt cũng được hết bạn, họ đâu quan tâm nữa đâu, phải không mình? Đó, bản thân mình nó còn thấy như vậy nữa các bạn. Nên á, mình quay thuần về lại mình review, cho dù á nó có view nhiều hay view ít, nhưng mà dù gì nó cũng là cái niềm đam mê của mình, đi ăn chơi nhiều múa du lịch như ngày xưa đó. Thì kênh mình 4 triệu mấy sub, nhưng mà chỉ còn 1 triệu bạn hâm mộ rồi thật sự là theo dõi mình, thì chỉ còn mỗi video khoảng tầm vài trăm ngàn view đến 1 triệu view là đã gọi là vui rồi các bạn. Cái lượng view đó rất là lớn rồi bạn, thấy không? Đâu phải là sub cao, là view cao đâu các bạn. Thì mình muốn quay về lại review bình thường như ngày xưa của Khoa Búp đó. Mình sẽ không để ai lợi dụng nữa các bạn ạ. Thật sự là họ lợi dụng tên tuổi rồi lượng fan của mình để họ bào ra tiền này nọ các kiểu. Tại vì họ nghĩ là tại vì cái độ nổi tiếng nó ngắn quá các bạn, họ không nghĩ ra được cái nội dung nào mà để cho nó duy trì dài nữa, nên họ sẽ nghĩ cách là bào ra tiền, bào ra business này nọ các kiểu để lấy tiền ở ngoài đời. Xong rồi á, ai chửi xóa kênh xong. Còn mình thì khác, mình là muốn gắn kết với các bạn lâu dài các bạn đó. Phải không anh? Mình xem anh lâu chưa? Lâu lắm rồi. Có mình là nó chạy thẳng xuống chỗ mình. Xuống mình là tầm mới qua Mỹ là nó chạy xuống ngay phòng trọ của mình, phòng khách sạn mình luôn rồi. Rồi mình hay nói với mình á, để anh em chơi lâu dài này nọ là tránh xa mạng xã hội ra, tránh xa YouTube ra. Tại vì nếu ví dụ mình lập kênh cho con của mình, xong cái của mình nó sẽ nghĩ ra những thứ mà nó sẽ làm bóc phốt, hoa búp, làm này làm nọ, hiểu không? Nó chơi không còn hồn nhiên nữa các bạn. Mình cười. Được. Phải không? Dạ. Nên nó các bạn cứ comment mình qua chỗ này chỗ nọ là con lát với anh này đi, con lát với em kia đi này nọ cái kiểu. Thôi các bạn, mình sợ quá rồi. Mình sợ quá các bạn. Tại các bạn biết, khi bạn đến tới đỉnh cao của sự nổi tiếng thì ai cũng muốn đến với các bạn, đến không được thì họ quay ra họ chửi các bạn. Đến thì họ lợi dụng danh tiếng, còn đến không được thì họ quay ra họ chửi bới để gọi là hạ. Nghĩ sao là cứ dính tên Khoa Búp vô là sẽ được nổi tiếng các bạn, bằng cách mọi cách các bạn đó. Mình quá sợ
Vợ họ, hai anh em họ đi lái xe vòng vòng vòng, đi ăn chơi, nhảy múa này nọ, review cho bạn xem vậy còn vui hơn các bạn. Đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Excellent. Yeah. Ngon quá. Lâu lâu có được ăn mấy món cá tươi rồi. Yeah, thank you. Yeah. Bigger place. We enjoy ourselves a little more, right? Ah. Yeah, yeah. Thank you so much. Chém mày quên cái càn này. Bỏ vô thành rác là thấy mẹ mất cái càn à. Đúng mình. Nhiều khi ăn ngồi lâu lâu tâm sự các bạn. Nghe là như vậy. Đó thì bạn biết sao. À. À. Ok, chúc anh chơi luôn, anh ăn xong, anh sang dạy tới đó luôn. À, các cô họ nó recommend rồi. Ok. Ok bạn, đây là tổng mình ăn hết rồi các bạn. 233 đồng. Tiếp ở dưới nữa. 20% là 4 mấy đồng nữa. Rồi. Sau khi ăn hải sản xong thì mình đang vòng vòng ở trên chỗ Little Havana các bạn. Những cái ngôi nhà này là của Havana ở tại Cuba các bạn. Thì video khá là dài rồi. Thôi nói chung là cảm ơn các bạn xem video giờ phút này. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ các bạn. Mình còn review tiếp những thứ mà hay ho hấp dẫn hơn về lần sau. Nói rõ hơn các bạn coi về Little Havana, Cuba rồi này nọ gì là ở tại Florida này các bạn. Thì đón xem lần sau các bạn, mình sẽ review một chỗ rất là đẹp, rất là nổi tiếng ở tại Miami này. À thôi, bye bye các bạn, nhanh nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ. Thì mệt quá, mệt. Ăn review mà không xem cho đang uống nước cam mất rồi nè.